Hi, xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Cơ Điện Lạnh Công Sơn. Trong video này thì mình sẽ review, chia sẻ cho mọi người về một cái hệ thống tủ điện mà dùng cho cái hệ gọi là hệ hybrid. Tức là hệ này thì chúng ta sẽ có các cái nguồn đầu vào, thì gồm có một thứ nhất là chúng ta lấy nguồn lưới các bạn. Nguồn lưới, nguồn thứ hai là chúng ta có là nguồn từ tấm pin năng lượng mặt trời của chúng ta. Cái nguồn thứ ba thì chúng ta có một cái nguồn nữa, đó là nguồn từ nếu mà các bạn có máy phát điện thì nó sẽ thêm một cái nguồn nữa là nguồn máy phát điện các bạn nha. Và trong cái hệ thống này thì cái nguyên lý hoạt động của nó thì khi chúng ta sử dụng cái hệ thống này thì chủ yếu là nó ưu tiên về năng lượng mặt trời các bạn. Thì như vậy là các tấm pin năng lượng mặt trời nó sẽ cấp nguồn vào trong cái biến tần của chúng ta. Và như vậy là cái biến tần của chúng ta nó sẽ chuyển hóa từ cái điện năng lượng mặt trời là chuyển điện DC. Và từ cái DC đó thì chúng ta sẽ cho nó nghịch lưu lại thành AC. Và từ cái AC đó thì chúng ta sẽ thông qua cái bộ ATS này. Thì cái bộ ATS này nó sẽ cấp nguồn cho cái nó đóng lên để nó có về phía cái biến tần của chúng ta, để nó phát lên trên cái phát lên trên cái tải của chúng ta để chúng ta xài. Thế trong trường hợp mà phát lên tải thì các bạn biết rằng là cái đầu vào của cái biến tần á, nó sẽ lấy hai nguồn. Một là cái nguồn mà từ từ lưới các bạn, một nguồn là từ lưới nè, một nguồn là lấy từ lưới, một nguồn lấy từ tấm pin đó. Thì hai cái nguồn này thì nó sẽ bổ trợ cho nhau. Thế bạn biết là trong trường hợp mà chúng ta thấy rằng là tấm pin của chúng ta mà nó không đủ công suất để nuôi cho cái tải của chúng ta trong gia đình đó, thì là cái phần lưới nó sẽ hỗ trợ vào. Và như vậy là ví dụ như tấm pin chúng ta có đủ cái công suất để nuôi được cả cái tải gia đình chúng ta là 100% thì lưới nó sẽ không có hỗ trợ vào, không tăng, không bơm công suất vào. Nhưng mà khi chúng ta tấm pin của chúng ta trời nó nắng yếu, nó không đủ công suất để nó nuôi cái tải, thì lúc đó thì chúng ta sẽ có cái nguồn từ lưới của chúng ta, lưới của điện lực, lưới EVN đó các bạn, nó sẽ bù vào. Thì như vậy là cái hệ thống của chúng ta nó cứ hoạt động liên tục như vậy, bền bỉ như vậy, đảm bảo rằng cái công suất tiêu thụ của chúng ta lúc nào cũng đầy đủ về cái nguồn năng lượng các bạn nha. Và cả cái nữa đó là cái hệ thống này nó có thêm một cái hệ lưu trữ các bạn. Tức là trong đây thì chúng ta có rằng là cái lưu trữ của chúng ta sẽ bằng pin lithium. Thì hệ thống pin lithium thì nó sẽ được tích điện trong cái thời điểm mà gọi là khi chúng ta sử dụng vào ban ngày á, thì là cái tấm pin của chúng ta nó sẽ được sạc cho cái ắc quy lithium của chúng ta. Và như vậy cái khi nó sạc như vậy thì nó sẽ làm cho cái bình chúng ta nó vừa 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 sạc này, rồi nó vừa cấp cho phụ tải. Thì như vậy thì đảm bảo liên tục cái nguồn tiêu thụ cũng như là sạc đầy cho ắc quy khi chúng ta xài về đêm. Thì đó là những cái ưu nhược và ưu điểm của cái bộ biến tần hybrid mà hệ gọi là hệ lưu trữ. Thì nếu các bạn có nhu cầu về lắp đặt cái hệ mà không lưu trữ thì mình cũng làm luôn, tại vì đối với những hệ lưu trữ thì chi phí nó cao hơn một 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 chút thôi, thì nó cao hơn là ở cái ngưỡng là ở cái giá ở biến tần đầu vào thì là nó cao hơn một chút thôi. Còn về cái tấm pin và có cái cấu tạo kết nối thì nó cũng như nhau, cho nên là nó chỉ cao hơn về giá biến tần thôi. Thì các bạn nào có cái nhu cầu lắp đặt ở khu vực Tây Nguyên, miền Trung thì mình sẽ tư vấn hỗ trợ cho các bạn. Thì các bạn thấy rằng là trên cái mặt này thì mình có, trên cái tủ này thì mình có vẽ ra một cái sơ đồ, sơ đồ nấu điện. Mà ở trên đây thì các bạn sẽ thấy rằng là
nguyên lý hoạt động của nó nằm trong sơ đồ này luôn. Các bạn thấy này là chúng ta có cái điện CB điện lưới vào các bạn. Và chúng ta có ra CB tải của nhà. Thì chúng ta thấy thì điện lưới vào nó sẽ cấp vào một cái đường là nó cấp vào trong cái thì các bạn biết rằng là lưới nó sẽ cấp vào cái đường này các bạn này. Chúng ta sẽ có hai dây cấp vào. Hai dây này mục đích là để nó lấy cái tín hiệu điện áp AC của lưới vào để nó nhận diện rằng là lưới có hay không các bạn nha. Và ở đây thì chúng ta thấy là nó có hai sợi, nó cũng có hai sợi nó đưa về vị trí tín hiệu ngõ vào này để nó nhận diện cái đầu ra tải này các bạn này. Đó, tải của inverter. Đấy thì trên đây thì các bạn thấy rằng là tại cái cổng mà rig inverter này, tải của inverter này. Đấy thì nó sẽ chia làm hai cổng này, có hai cổng để chúng ta kết nối các bạn này. Hai cổng của inverter nó sẽ kết nối vào đây. Và chúng ta sẽ lấy kết nối vào đây. Còn ở đây thì chúng ta thấy rằng là cái phần tấm pin thì chúng ta kết nối vào phần DC tấm pin. Thì có chiều âm dương và chiều chúng ta sẽ đấu cái phần tấm pin PV1 vào đây. Tấm pin PV1 vào đây. Tấm pin PV2 vào đây thì chúng ta sẽ chia làm hai chuỗi. Như vậy thì hiện hệ này hệ 5 ký cho nên mình sẽ chia làm hai chuỗi, một chuỗi làm 12 tấm pin thì mỗi chuỗi là 6 tấm pin các bạn nha. Như vậy là 6 tấm pin thì mỗi chuỗi là có cái điện áp là 240V. Và chúng ta sẽ là DC tấm pin này các bạn. Và PV inverter này, tức là đầu này sẽ vào inverter và tấm pin nó sẽ vào đầu này. Đấy. Và chúng ta là đây đây là sẽ là DC2, chúng ta sẽ có chuỗi thứ hai đóng tấm pin vào đây và inverter chúng ta sẽ kết nối vào đây. Ở chỗ này thì chúng ta có battery inverter thì các bạn thấy đây thì tất cả cái sơ đồ mạch thì mình đây các bạn này. Battery inverter thì chúng ta sẽ đấu vào đây, còn đây chúng ta sẽ đấu phước cái bình ắc quy. Đó. Các tấm pin này sẽ đưa về đây và từ đây là sẽ đẩy về inverter. Đó. Thì đó là cái cấu tạo cũng như cái sơ đồ làm việc của cái hệ thống này. Thì như các bạn biết rằng là về nguyên tắc của ATS này á, con ATS này á thì nó làm việc dựa trên nguyên lý là đầu này có thì đầu này mất á, đầu này có, nhưng mà về nguyên tắc làm việc á thì nó sẽ ưu tiên các bạn nha. Và cái ưu tiên của nó là nó sẽ ưu tiên về phần phía inverter. Cho nên là nó khi inverter này có điện thì luôn luôn ưu tiên về phía inverter này. Còn cái phía lưới này trừ khi inverter nó không có thì nó mới chuyển nó mới chuyển qua phía lưới thôi các bạn nha. Nó ưu tiên, nó luôn luôn ưu tiên về cổng chân inverter này và luôn luôn đóng về phía này các bạn nha. Đó là nguyên lý làm việc của con ATS này. Thì những cái tủ như thế này thì nếu các bạn có nhu cầu mà lắp ráp á thì mình sẽ lắp ráp cho các bạn luôn và giao tới tận nơi cho các bạn. Thì hy vọng rằng trong video này thì cũng như một phần hỗ trợ cho các bạn trong quá trình các bạn lắp đặt các cái hệ biến tần solar lưu trữ hoặc là không lưu trữ. Mọi chi tiết liên hệ với kênh cửa điện lạnh Công Sơn để có sự hỗ trợ tốt nhất. Xin thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.